Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một câu lệnh mới trong lập trình C nhé. Đó là câu lệnh vòng lặp while. Thì vòng lặp thì chúng ta đã làm quen với vòng lặp for rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái vòng lặp mới, đó là vòng lặp while. While á, thì nó sẽ có một cái biểu thức expression ở đây, ngay sau cái từ khóa while. Thì khi nào mà cái điều kiện trong cái expression này nè, nó còn đúng thì sẽ thực hiện cái đoạn trong cái phần statement này. Các bạn thấy á, thì while nó được thực hiện qua 4 bước. Bước thứ nhất á, là nó sẽ tính giá trị biểu thức, ngay sau while là tính cái giá trị biểu thức này. Sau đó nếu như biểu thức này là sai thì nó sẽ nhảy ra ngoài, được chưa? Nếu biểu thức này là đúng thì nó sẽ làm cái này. Sau khi làm cái này xong thì nó lại quay lên trên đây, nó làm tiếp cái vòng lặp này một lần nữa. Nghĩa là nó làm đi làm lại rất nhiều lần. Thì giữa cái câu lệnh for và câu lệnh while, các bạn thấy nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau một chút, đó là đối với câu lệnh for thì chúng ta thường là sử dụng khi mà chúng ta biết được cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc của cái vòng lặp. Nghĩa là chúng ta biết được khi nào là chúng ta sẽ kết thúc rõ ràng, chúng ta biết được chúng ta lặp bao nhiêu lần. Còn câu lệnh while á, thì nó thường được sử dụng khi mà chúng ta không xác định được cái vòng lặp này sử dụng bao nhiêu lần, chúng ta có thể cho nó chạy cho đến khi nào nó gặp được cái điều kiện đúng này thôi. Cái điều kiện này nó sai thì nó sẽ thoát ra, còn điều kiện này đúng thì nó vẫn chạy chạy hoài chạy hoài chạy hoài thôi. Thì thông thường là nó chính là cái sự khác nhau giữa for và while. Bây giờ mình và các bạn sẽ thử làm một cái bài tập nhỏ, đó là chúng ta sẽ nhập một con số n từ bàn phím, sau đó chúng ta sẽ tính tổng cái con số từ 1n và xuất ra màn hình. Thật ra bài này thì chúng ta sử dụng câu lệnh for được không các bạn? Vẫn được, chúng ta vẫn sử dụng được câu lệnh for, nhưng mình muốn các bạn trong bài này thì chúng ta sẽ sử dụng while nhé, sử dụng while để chúng ta làm nhé. Ok, bây giờ mình và các bạn cùng lập trình nào. Rồi, mình có hàm main nhé. Ở đây mình có một số là số n, sau đó mình sẽ yêu cầu người dùng nhập cho mình là con số n này từ bàn phím. Chúng ta sử dụng scanf các bạn nhé. Ở đây là phần trăm d nha. Rồi, ở đây mình sẽ và n. Vì đề bài yêu cầu chúng ta là tính tổng, do đó chúng ta sẽ tạo ra một biến tổng nữa, ban đầu cho cái tổng này nó bằng không. Bây giờ mình sẽ while nè, mình sẽ có một cái biến y đi, int tới y bằng không nhé. While y bé hơn hoặc bằng n thì mình sẽ làm cái thao tác đó là tính tổng, tổng bằng tổng cộng cho y, tổng bằng tổng cộng y. Đó. Và sau đó các bạn đừng quên là tăng y lên một đơn vị. Đây, các bạn nhìn vòng lặp while của mình nhé. Y ban đầu nó bằng 0. Sau đó mình cộng số 0 vào cái tổng này. Mình tăng y lên, y thành 1. Thì sau đó lại tiếp tục nó cộng vào. Thì cái vòng lặp while này nó sẽ chạy cho đến khi nào các bạn? Chạy cho đến khi nào mà cái điều kiện này sai. Nghĩa là y nó lớn hơn n thì nó sẽ thoát ra. Và mình sẽ print kết quả ra nhé. Chỗ này mình xuống dòng nha các bạn. Rồi, ok. Như vậy là mình đã làm xong cái bài tập này. Mình sẽ chạy thử các bạn xem nha. Đây, n và 10 đi. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 cộng 10 bằng nhiêu các bạn? Bằng 55 đúng không ạ? Chúng ta sẽ chạy xem coi kết quả đúng không nhé. Tổng là 55. Đó, chính xác rồi ha. Mình chạy lại một lần nữa. Rồi, 5 đi. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 là 5. Cộng cộng 5 là bao nhiêu các bạn? 15. Ok ha.
Bài này rất là dễ, các bạn thử với vòng lặp while nhé. Các bạn nhớ là tự mình code lại nha. Mặc dù là tất cả những cái đoạn code mình đều để bên dưới cái phần mô tả của video á, nhưng các bạn hãy tự mình làm lại. Vì khi làm các bạn có thể bị sai sót cái này, sai sót cái kia, nhưng mà chúng ta sẽ có dần kinh nghiệm trong quá trình chúng ta lập trình nhiều à, các bạn. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Các bạn nhớ like, nhớ đăng ký kênh và cũng đừng quên theo dõi những video clip tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào.